Khoảng thời gian 6 năm thi đấu cho Paris Saint-Germain thật tuyệt vời. Tại đây, tôi đã được gặp rất nhiều danh thủ như Makelele, Ludovic Julie. Trong số các đồng đội tại đây, thì Mamadou Sakho tôi tôn trọng như một người anh em. Chúng tôi thường xuyên giữ liên lạc và ngày hôm qua, tôi và Sakho vừa bàn luận về trận thắng 6-0 của Liverpool trước Aston Villa hồi cuối tuần qua. Đêm nay, cặp đấu giữa Paris Saint-Germain và Chelsea thật tuyệt vời. Một trận đấu lớn. Tôi dự đoán Paris Saint-Germain sẽ thắng 2-1 và Zlatan Ibrahimovic ghi bàn. Tuy nhiên, cầu thủ xuất sắc nhất trận có thể là Thiago Silva hoặc Diego Costa.